tôn giả Na Hầu Na. Thì lúc này là một cái vị sa di nhỏ tuổi, là một cái vị sa di đầu tiên ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì xuất gia từ lúc lên 9 tuổi. Với cái tuổi như ở cái độ tuổi như vậy cho nên là cần có cái sự giáo giới rất nhiều. Vậy nên là Đức Phật cũng quan tâm và thường xuyên giáo giới cho Sa Di Na Hầu Na. Và tôn giả Na Hầu Na cũng được gọi là một vị đệ nhất về nghe giáo giới, là một cái người có cái hạnh nghe giáo giới rất nhiều, rất là hoan hỷ mỗi khi được Đức Thế Tôn trực tiếp giáo giới cho mình. Thì đây cũng là một cái bài kinh mà Đức Phật dùng nhiều cái phương tiện để giáo hóa, giáo giới cho tôn giả Na Hầu Na về những cái đức hạnh của một vị sa môn, để cho vị ấy thực hành những cái đạo hạnh của một cái vị sa môn chân chánh, tránh phạm những cái điều sai lầm, để cho những cái người thế gian người ta sẽ chê bai, chỉ trích và khinh thường những cái người sa môn mà không chân chánh. Vậy nên là cái bài kinh này Đức Phật dạy những cái hạnh của cái đức hạnh của cái người xuất gia thông qua cái sự giáo giới cho tôn giả Na Hầu Na. Thì nhân Đức Phật ở trong cái vương xá, ở trong cái thành vương xá, trong cái tịnh xá Trúc Lâm, là cái tịnh xá mà vua Visara dâng cúng lên cho Đức Phật, là cái tịnh xá đầu tiên. Thì đây là cái tịnh xá mà Đức Phật cũng thường xuyên an trú ở đây và thường thuyết giảng những cái bài kinh ở cái nơi này, và ở cái tịnh xá Kỳ Viên, và là cái tịnh xá hưng thịnh nhất. Và cái tịnh xá Trúc Lâm cũng là một cái tịnh xá rất là hưng thịnh và rất là nổi tiếng trong giáo pháp của Đức Phật. Thì lúc ấy tôn giả Ra Hầu Na ở trong cái khu rừng Ambanathika. Thì khi mà Đức Phật từ trong thiền định độc cư đứng dậy và đi đến chỗ của tôn giả Rahula, đi đến chỗ ấy, và tôn giả Rahuna từ xa khi nhìn thấy Đức Phật, thấy Đức Thế Tôn đi đến thì chuẩn bị một cái chậu nước, vì khi trước thì Đức Phật hay đi bộ, đi chân đất, cho nên là khi đi đến đâu thì mọi người cũng sẽ chuẩn bị một cái chậu nước để rửa chân Đức Phật. Và cũng như vậy thì cái lần này tôn giả Na Hầu Na thấy Đức Phật từ xa đi đến và chuẩn bị một cái chậu nước đến. Và khi Đức Phật đến nơi thì tôn giả Na Hầu Na đã dùng nước rửa chân cho Đức Phật. Và Đức Phật đã dùng chính cái chậu nước ấy làm cái hình ảnh ví dụ để giáo hóa, để giáo giới cho tôn giả Ra Hầu Na về những cái đạo hạnh, đức hạnh của một cái vị sa môn chân chánh là phải như thế nào. Khi mà tôn giả Na Hầu Na đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi Thế Tôn sau khi để lại một ít nước còn lại ở trong chậu, rồi hỏi với tôn giả Na Hầu Na rằng: "Này Rahuna, ông có thấy một ít nước còn lại ở trong chậu nước này không?" "Thưa vâng, bạch Thế Tôn, cũng vậy này Na Hầu Na. Sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý." Thì đấy là một cái câu giáo giới đầu tiên. Đức Phật dùng cái hình ảnh là một cái chậu nước. Sau khi đã rửa chân hết rồi, nó chỉ còn sót lại ở trong đó một chút xíu nước thôi. Thì Đức Phật nói rằng: "Ông có nhìn thấy một chút xíu nước ở trong chậu ấy không?" Và cái cũng tương tự như thế với đạo hạnh của một vị sa môn mà đã biết rồi mà còn cố tình nói láo. Ở đây ý muốn nói rằng một vị sa môn không chân chánh làm những cái điều xấu xa, đã biết rằng mình làm những cái việc này nó không đúng, tức là vị này không phải là vô tình làm, có những cái hành động, có những cái lời nói, có những cái ý nghĩ không tốt đẹp, mà vị ấy do phóng dật, do những cái tính cách, do những cái thói hư tật xấu
nó chưa được dứt bỏ hết. Cho nên mặc dù đã trở thành sa môn, đã mặc áo cà sa, đã sống cái đời sống giải thoát rồi, nhưng mà vẫn còn làm những cái việc không chân chánh, giống như là một cái việc cố tình làm một cái việc gì đó xấu xa, thì đó gọi là biết mà nói láo, hay là biết là sai mà vẫn cố tình làm. Như là biết rằng một vị sa môn là phải giữ những cái giới hạnh như thế, giới những cái đạo hạnh như thế, thực hành những cái pháp như vậy, nhưng mà vị ấy lại cố tình phạm một cái điều lỗi lầm nào đấy, một cái giới hạnh nào đấy, cho nên là cái vị ấy sẽ trở thành một cái vị sa môn giống như là một cái sự vô dụng, nó không còn tác dụng nữa. Như thế một chút nước để lại ở trong chậu thì nó không làm được cái gì cả, nó không đủ để rửa chân, không đủ để rửa tay, nó không đủ để làm được cái gì hết. Nó sẽ chỉ có chờ đợi là cái sự quăng bỏ, vứt bỏ và đổ đi mà thôi. Cũng vậy, nếu như mà những cái vị sa môn mà đã cố tình làm sai trái những cái phẩm hạnh sa môn của mình, làm những cái việc xấu xa, thì cái vị sa môn ấy cũng giống như một chút nước thừa thãi, tức là những cái vị sa môn ấy như là một kẻ thừa thãi ở trong giáo pháp, sẽ chờ đợi là cái sự quăng bỏ, cái sự vứt bỏ đi, và không còn đáng được cái sự tôn trọng, không đáng được cái sự cung kính cúng dường, không đáng, không còn có lợi nạc, có lợi ích gì cho bản thân mình, và không có lợi nạc, có lợi ích gì cho đời nữa. Đấy là cái hạnh là một vị sa môn không có tàm quý. Khi làm một cái việc gì xấu mà mình không biết sám hối, hay là không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ với những cái việc làm, những cái lời nói xấu xa của mình. Đấy nên là cái sự giáo giới thứ nhất là dùng một cái nước dư thừa trong chậu, muốn nói một cái vị một con người sống mà không có tàm quý là cũng là một cái đồ bỏ đi như thế. Rồi Đức Phật lại lấy một chút nước đấy và đổ đi. Rồi Đức Thế Tôn sau khi đổ đi một chút nước còn lại ở trong chậu ấy và hỏi Tôn giả Na Hồn Na rằng: Này Na Hồn Na, ông có thấy ít nước còn lại ấy đã bị đổ đi không? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nói rằng: Cũng đổ đi như vậy, này Rahuna, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Thì đấy là một cái sự quăng bỏ đi, tức là một cái sự vô dụng, không có lợi nào, không có lợi ích. Vậy thì một cái vị nào mà đã là phẩm hạnh của một vị sa môn rồi mà không có tàm quý thì cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, không còn tác dụng, tức là cái đời tu tập của vị đấy là vô dụng, là vô ích, là không có lợi lạc gì cho bản thân và cho thế gian này. Rồi Đức Phật lại lật úp cái chậu nước ấy đi, rồi hỏi Tôn giả Rahuna rằng: Ông có thấy cái chậu đã bị lật úp không? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thì Đức Phật nói rằng: Cũng vậy, là hạnh của những sa môn không có tàm quý, biết mà còn nói láo. Đấy cũng là một cái ví dụ thứ ba, tức là cái ví dụ là một cái chậu đã bị lật úp lại, giống như là một cái người cái phẩm hạnh sa môn, nhưng mà vị đấy làm ngược lại với lại những cái hành vi, những cái hành động, những cái tính cách, những cái sự giáo dục của một vị sa môn. Vị sa môn là sống ni dục, sống ngược lại với cái đời sống thế tục thế gian, nhưng mà có những vị sa môn lại sống thuận theo cái đời sống thế gian, ưa thích hưởng thụ những cái dục này, hay là cái vị ấy vẫn còn những cái thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, những cái nội tâm còn ô nhiễm, thì cái vị ấy là đang sống ngược lại với cái hạnh của sa môn như vậy, như cái chậu bị lật úp như vậy. Ông là một cái người sống phản diện, là một cái người đổi bại ở trong cái giáo pháp này, ông là một cái người đáng bị chỉ trích, đáng bị của trách, đáng bị tẩn xuất khỏi cái giáo pháp ấy. Đấy là cũng như vậy, để chỉ cho cái hạnh của những vị sa môn
không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Rồi Đức Phật lại lật ngửa lại cái chậu ấy và nói rằng: Này Rahuna, ông có thấy cái chậu này trống không không? Thưa vâng bạch Thế Tôn, cũng trống không như vậy. Này Rahuna, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói nào. Đấy là bốn cái hình ảnh ví dụ. Một cái chậu đấy có lật ngửa lên nó trở thành trống không. Cũng vậy, những cái người những cái vị sa môn, có những vị sa môn thì có đức hạnh, có đạo hạnh, có trí tuệ, là những cái vị nào có tàm, có quý, tức là có biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Còn những cái vị sa môn nào mà không có tàm quý, tức là vị đấy không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ cái tội lỗi, hoặc là vị đấy không biết mình là sa môn, mặc dù mình mặc cái đã sống cái đời sống tu tập, nhưng mà vị ấy hoàn toàn sống theo cái hạnh của người đời, thì đấy là một cái vị sa môn rỗng không, không có giới hạnh, không có đức hạnh, không có đạo hạnh, không có trí tuệ gì hết, thì cái vị ấy giống như là một cái vị sa môn giả tạo. Thì dù cho rằng cái hình tướng của cái vị đó là một cái hình tướng của cái người tu, là một cái hình tướng của một vị sa môn, nhưng mà cái hình tướng ấy nó không có nói nên rằng cái vị đấy là một vị sa môn thật sự, mà cái quan trọng là cái nội tâm của cái vị đó. Nếu mà một cái người có biết nỗi lầm là nỗi lầm, biết từ bỏ nỗi lầm, biết hổ thẹn nỗi lầm, biết ngăn ngừa những cái nỗi lầm, không để vi phạm vào những cái nỗi lầm ấy, thì cái vị ấy sẽ tiến bộ ở trong cái giáo pháp này. Còn nếu như một cái người nào khi mình có tội lỗi mà mình bao che cái tội lỗi ấy, che đậy, không để, không muốn cho người khác biết mình có nỗi lầm ấy, mình không có sự tự hổ thẹn nỗi lầm ấy, mình không có cái sự sám hối, không có cái tâm từ bỏ những cái tội lỗi ấy, thì cái vị sa môn ấy là trống không, là rỗng không, là vô ích, là không có tác dụng, là đáng bị quăng bỏ, không xứng đáng là mang cái hình tướng của một vị sa môn. Thì Đức Phật đã dùng một cái hình ảnh nó rất là bình thường, cái chậu nước rửa chân, nhưng mà lại giáo hóa một cái giáo, một cái đạo lý nó rất là thâm thúy, nó rất là thâm sâu, để cho một cái vị sa môn có thể là còn cái tuổi rất là còn trẻ, một vị sa di có thể là còn rất trẻ tuổi cũng có thể hiểu được, cũng có thể kinh cảm, cũng có thể thấm sâu cái giáo pháp đấy, và có thể khắc ghi nhớ cái đạo hạnh của cái người xuất gia một cách lâu dài. Và cái điều đấy nó sẽ đem lại cái sự lợi lạc, sự lợi ích, sự tiến hóa cho những cái vị đang đi trên cái con đường tu hạ đạo, để trở thành một cái vị sa môn chân chánh, để tránh không phạm phải những cái điều xấu xa tội lỗi. Thì một cái vị sa môn khi mà có một chút lỗi lầm nào đấy thì sẽ bị thế gian người ta chê bai, người ta chỉ trích, người ta trách móc, giống như người đời người ta có thể làm những cái việc xấu xa, người ta cũng không bận tâm, tức là những người đời với một cái người thế gian, người ta sống ở trong cái đời sống thế gian, người ta có thể phóng dật, có thể vô tàm vô quý, có thể làm những cái việc lỗi lầm, nhưng mà không sao. Nhưng mà một cái vị mà đã trở thành một vị sa môn rồi, dù có một chút tì vết thôi, dù có một chút là một cái chấm đen, một cái chút lỗi lầm thôi, có thể là mình chỉ làm một cái việc tội lỗi, lỗi lầm một lần cũng có thể bị mang tiếng cả đời, và có thể bị rất nhiều người thế gian, người ta chỉ trích, người ta chê bai, người ta khinh thường. Vậy cho nên trước kia có một cái vị tỳ kheo đi thiền hành, kinh hành ở bên một cái hồ sen. Vị ấy chỉ thấy cái mùi sen thơm, nó tỏa hương, và vị ấy
ngửi cái mùi sen ấy, có tác ý, có chủ động đắm nhiễm, ưa thích ngửi cái mùi sen, mà cái vị nữ thần ở hồ sen đấy, vị ấy còn mắng là vị Sa môn đã phạm vào tội ăn cắp mùi hương. Thì cái vị tỳ kheo này chỉ sang những người khác, người ta bảo đấy, những cái người kia người ta còn xuống tận hồ, người ta đào nhổ cây sen, đào củ sen, bẻ cành sen, sao bà không chửi người ta mà tôi chỉ ngửi mùi hương mà bà đã chửi. Thì cái bà nữ thần ấy bà bảo vì những người đời giống như người mặc áo đen, có thêm những cái chấm đen cũng chẳng ai quan tâm, nhưng với một vị sa môn giống như người mặc áo trắng, dù nó có một cái chấm đen rất nhỏ nó cũng sẽ lộ ra. Vậy nếu mà một vị sa môn thì người ta sẽ nhìn rằng cái vị ấy phải là cái người có đức hạnh, phải là người có đạo hạnh, phải là một cái người gương mẫu, phải là cái người mô phạm, phải là một người thanh tịnh, phải là người trong sáng, phải là cái người để cho người ta cung kính, người ta tôn trọng, người ta noi theo, phải là cái tấm gương đức hạnh ở trên đời, là cái vị thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên vị ấy phải phải thu thúc, vị ấy phải giữ gìn, vị ấy phải thay đổi, vị ấy không được sống như người đời. Người đời người ta có thể buông nung, phóng túng, phóng dật, năng sang làm những cái việc gì tùy theo ý thích, nhưng một vị sa môn thì không được phép như thế. Vị ấy phải kiềm chế những hành động, những lời nói, những ý nghĩ của mình, và tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ ấy nó phải có khuôn khổ, nó phải có nề nếp, nó phải có lễ phép. Nên là vị ấy phải được giáo dục, phải được dạy bảo từ cái nề nếp, từ cái oai nghi, từ cái giới hạnh, từ cái luật nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi ăn nói đều phải nằm ở trong khuôn khổ hết, không được phóng dật, không được phóng túng, không được năng xăng. Nên như thế, cho nên nếu như mà vị nào sống mà không có cái đạo hạnh, không có giới hạnh như thế, người đời người ta sẽ phỉ báng, người ta sẽ chỉ trích, người ta sẽ chê bai, thì cái vị đấy sẽ bị mắng nhiếc, bị chỉ trích, mà sẽ bị nhục mạ mà thôi. Cho nên là vị sa môn ấy phải quan sát tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không. Những người trí thức, những người có trí tuệ, người ta có chỉ trích ta về giới hạnh không. Vị ấy phải quan sát như vậy để giữ gìn những cái giới hạnh cho mình. Đấy là cái đạo hạnh của một cái vị sa môn, là phải có cái sự thay đổi như vậy. Cái hình tướng nó phải đã thay đổi rồi thì những cái tâm lý nó cũng phải thay đổi, đức hạnh và mọi cái sự nhận thức nó cũng phải thay đổi theo. Rồi Đức Phật lại tiếp tục dùng một cái hình ảnh của con voi nữa để nói lên cái đạo hạnh của một vị sa môn cần phải giữ gìn. Thì Đức Phật nói rằng này Rahuna, ví như có một con voi của vua có ngà dài như một cái cán cày to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến trường khi lâm trận. Con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người này nghĩ rằng con voi của vua này có cái ngà dài như một cái cán cày to lớn, khéo luyện, có mặt ở chiến trường. Con voi này nó đã dùng tất cả những cái phần thân ấy, nhưng nó biết bảo vệ cái mò, cái vòi, thì nó đã không quăng bỏ mạng sống. Nó sẽ không chết, nó sẽ không hy sinh ở chiến trường. Đấy là một cái con voi của vua. Một cái con voi khéo được huấn luyện, dù nó có xung trận, dù nó có ra trận ác liệt, dù nó có chiến đấu với kẻ thù hung hãn đến đâu, nó có thể dùng tất cả những cái phần thân khác để làm vũ khí chống lại quân thù, nhưng nó biết giữ gìn bảo vệ cái vòi, nó cụp cái vòi vào trong miệng ngậm lấy, chứ nó mà mất vòi là nó sẽ chết. Nó mà để cho kẻ thù chém đứt vòi thì nó sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Vậy nên nó phải giữ lại cái vòi. Rồi cũng như vậy, có những con voi của này Rahuna, nhưng khi con voi của vua có cái ngà dài như cán cày to lớn khéo huấn luyện, khi ra trận ở ngoài chiến trường, khi lâm trận, con voi ấy dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng thân trước, dùng thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng vuôi, dùng cái đuôi của mình và dùng cả cái vòi để chiến đấu.
Ở đây người này ngồi, voi nghĩ rằng con voi này sẽ chết, nó sẽ quăng bỏ mạng sống, nó không còn, nó không thể bảo vệ được mình nữa và chắc chắn nó sẽ chết. Khi nó đã không biết bảo vệ cái vòi thì nó sẽ chết mà thôi, nó sẽ trở thành vô dụng rồi. Như vậy, do vậy này Rahuna, ta quyết không nói láo, dầu là để nói chơi. Này Rahuna, ông cần phải học tập như vậy. Đấy, cũng vậy này Rahuna, đối với ai biết mà nói láo không có tàm quý, thời người ấy không có việc ác gì mà không làm. Đấy là một cái hình ảnh ví dụ như vậy. Một cái con voi biết bảo vệ cái vòi, thì một vị sa môn phải biết bảo vệ cái tàm quý, tức là một vị cái vòi nó là mạng sống của con voi. Con voi nó phải bảo vệ cái vòi, ngày nào nó còn cái vòi thì nó sẽ sống, dù nó có ra chiến trường khốc liệt ác liệt bao nhiêu thì nó cũng không được để mất cái vòi. Cũng vậy, một cái vị sa môn khi nào mà vị ấy còn tàm quý, tức là còn biết hổ thẹn những nỗi nầm, còn biết ghê sợ những nỗi nầm, thì vị ấy còn là sa môn, vị ấy còn sống ở trong giáo pháp này, vị ấy còn có cái sự lợi lạc, có cái sự lợi ích cho bản thân mình và cho thế gian. Còn nếu như một cái vị sa môn đến một lúc nào đó, vị ấy không biết hổ thẹn tội lỗi nữa, không biết ghê sợ tội lỗi nữa, nhưng là vị ấy, tức là một cái vị sa môn ấy mà mất đi cái sự hổ thẹn và ghê sợ nỗi nầm, tức là mình không cần phải giữ mình là hình ảnh của một người sa môn nữa, ăn tục nói láo, hành động như một cái kẻ điên cuồng, thích làm gì thì làm, thì lúc đấy vị đấy không còn là sa môn nữa, giống như là một con voi, nó không còn bảo vệ cái vòi và chắc chắn nó sẽ chết. Cũng vậy, vị sa môn khi nào không còn giữ cái oai nghi, không còn giữ cái giới hạnh, không còn giữ cái đạo hạnh, không còn giữ cái thể diện của một cái vị sa môn nữa, thì vị sa môn đấy cũng giống như một cái kẻ đã chết rồi, không còn tác dụng gì nữa cả. Như vậy, một cái người mà biết mà cố tình nói láo thì không một việc ác gì mà không làm, tức là một cái vị ấy đã được giáo dục, đã được dạy bảo là không nào không là một vị sa môn thì không được làm việc này, không được làm việc kia, là vị ấy sẽ không được nói tục, sẽ không được làm những việc tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giống như là những cái người vô đạo đức ở trên đời. Nhưng mà nếu như một vị sa môn mà sống mà cũng như một cái người vô đạo ở trên đời, làm đủ các việc xấu xa như vậy, thì cái vị ấy sẽ còn xấu hơn cả người đời. Tức là đôi khi vì cái người thế gian, người ta không biết tội lỗi, người ta không thân cận những bậc thánh nhân, không thân cận những bậc chân nhân, người ta không được nghe giảng Phật pháp, người ta không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin luân hồi tái sinh. Chính vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng làm việc thiện chả có công đức gì, làm việc ác cũng chẳng có tội lỗi gì. Vì vậy người ta thản nhiên, người ta làm những việc xấu xa độc ác ở trên đời, vì người ta sống theo cái lối sống ở thế gian là như vậy. Sống theo những cái tà pháp tà đạo, những cái lối sống bất thiện ở thế gian, nó là như vậy rồi, vì đó là nếp sống người ta. Còn đối với một vị sa môn đã được thân cận những bậc thánh nhân, được nghe giảng giáo pháp của những bậc thánh nhân, đã biết rằng có nhân quả, có nghiệp báo, có luân hồi tái sinh, làm những cái việc lành thì sẽ gặp những điều lành, làm việc ác thì sẽ gặp những điều xấu xa độc tội lỗi, làm vị sa môn thì phải từ bỏ cái này, phải làm cái việc kia. Nhưng mà vị ấy có thể sau khi thực hành sa môn hạnh một thời gian đầu thì vị ấy tinh tấn, nhưng mà sau đó vị ấy thối lui dần dần, vị đấy lại trở lại cái thói quen cũ, cái thói hư tật xấu cũ bắt đầu trỗi dậy, vị ấy lại thích sống buông nung phóng dật, vì ấy là thích làm những cái việc giống như là một cái người thế gian, một cái người đời thường làm. Thì với một cái người không có tàm quý, không biết ghê sợ nỗi nầm như vậy, thì không một việc ác gì mà vị ấy không làm, tức là vị ấy sẽ trở thành lưu manh, sẽ trở thành lừa đảo, sẽ trở thành gian trá,
sẽ vị ấy sẽ trở thành giả tạo, giả dối. Có thể là vị ấy tu, có thể là vị ấy sẽ trở thành một cái người tu khổ hạnh nhưng mà giả tạo, muốn để cho người khác nghĩ rằng mình là cái người tu khổ hạnh đây, để người ta tôn trọng, người ta cung kính cúng dường. Nhưng mà có những vị sa môn mà khi mà người ta đến cúng dường thì vị ấy lại luôn luôn nói rằng không, tôi là cái người tu thiểu dục chi túc, tôi không có nhận cái đấy đâu. Rồi để lấy niềm tin của những người đời, để cho người đời người ta nghĩ rằng à, vị này rất là thiểu dục chân chánh. Nếu như vậy thì vị ấy là một cái vị có đạo hạnh lớn, có đức hạnh lớn, vì vậy hãy cúng nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi người ta đến, người ta dâng cúng nhiều hơn nữa thì lúc đấy vị đấy mới nhận, đấy tôi vì lòng thương, vì tình thương, vì lợi ích của các vị mà tôi nhận cho các vị vui lòng. Đấy là cái sự lừa đảo, lừa dối, dối trá, và nó sẽ xuất hiện ở trong các hàng sa môn, bà la môn ở trên đời. Vì vậy đấy là cái sự không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ những lỗi lầm. Và rồi sau đó khi mà sống ở trong giáo pháp này một thời gian dài rồi, vị ấy hiểu biết được cái tâm lý của những người trong đạo và cái người ngoài đời rồi, thì những cái vị sa môn ấy sẽ trở thành những cái người nửa đảo nửa nọc nửa dối thế gian như vậy. Khi nào đã bị mất đi cái tâm tàm quý rồi thì nó sẽ nguy hiểm như vậy đó. Đấy là trong cái giáo pháp. Như vậy nên là Đức Phật mới giáo dục, giáo hóa, mới giáo giới tôn giả Rahuna, là hãy cần phải sống chân chánh, cần phải sống với cái hạnh chân thật như vậy. Chứ nếu người nào mà mất đi cái sự chân thật thì người đấy sẽ mất đi cái tàm quý. Người nào mà mất đi cái sự chân thật thì sẽ mất đi những cái sa môn hạnh, sẽ mất đi cái đạo hạnh của một cái người tu đạo, thì vị ấy sẽ trở thành những cái người vô cùng là xấu xa, làm những cái việc làm vô cùng là dối trá, không việc ác gì mà vị ấy không làm. Giống như con voi nó không biết bảo vệ cái vòi. Như vậy một cái người sa môn khi có một lỗi lầm, vị ấy phải luôn luôn cả nhận biết đó là lỗi lầm. Ví dụ như là một cái người có lỗi, có thể là vị ấy không biết nhưng được người khác chỉ lỗi cho. Nhưng mà khi chỉ lỗi cho thì vị ấy trở nên ẫm ức, trở nên bực bội, trở nên khó chịu và có cái tâm lý hận thù, thì cái vị ấy cũng như thế, là một cái người không biết nhìn nhận lỗi lầm, không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, thì đấy cũng sẽ, cái người ấy cũng sẽ trở thành một cái người xấu xa ở trong tương lai. Vì vậy nên với một cái người có cái sự cầu tiến, có cái sự cầu mong cho bản thân mình càng ngày càng tốt đẹp hơn ở trong cái giáo pháp này, thì vị ấy không những tự phản tỉnh, nhìn nhận lại những cái việc làm của mình xem là nó có đúng hay nó sai, mà vị ấy cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận những cái sự chỉ dạy, những cái sự chỉ giáo của những người khác, để và coi cái sự chỉ giáo, cái sự chỉ giáo huấn, chỉ dạy của những người khác ấy là một sự quý báu, là một cái sự tri ân biết ân, chứ không phải là người khác chỉ giáo để cho mình tiến hóa mà mình lại cảm thấy bực bội, khó chịu, ấm ức ở trong lòng. Như vậy thì tôn giả Rahulna được gọi là một cái vị đệ nhất mật hạnh, là một cái vị đệ nhất trong cái việc gọi là ưa thích nghe giáo giới. Vậy nên một cái người mà muốn tiến hóa được thì cái người đấy sẽ luôn luôn hoan hỷ khi được người khác giáo giới, luôn luôn biết tri ân, luôn luôn biết cảm ơn những cái người khác chỉ những cái lỗi lầm cho mình, chứ không phải là một cái người sẽ chống đối lại, sẽ hiểm hận lại, xúc phạm lại những cái người đã chỉ giáo, đã giáo giới cho bản thân mình. Nên xưa nay cổ nhân có cái câu là giáo đa thì thành oán. Cái người nào ấy mà cứ hay giáo hóa nhiều, hay chỉ dạy chỉ lỗi cho người khác nhiều, người đấy sẽ bị người ta oán trách nhiều. Vì vậy cho nên có những người không dám chỉ lỗi cho người khác, biết rằng người ta đã làm sai, biết rằng cái người ấy
người ta đang phạm vào những cái điều nỗi lầm nhưng mà không dám nói ra, vì nói ra sợ nó trả thù, nói ra sợ nó oán hận, nói ra sợ mất lòng. Nó thì sự thật hay mất lòng. Còn những người nào mà không sợ mất lòng, cứ thấy ai sai là nói, ai sai là nói, thì sẽ được một số người, những cái người có tâm tu, những cái người có đạo hạnh, những cái người trí thức, những người trí tuệ, những cái người có cái sự cầu mong tiến hóa, thì những người ấy người ta biết ơn, người ta tri ân, người ta thân cận. Còn những người mà người ta không có cái tâm cầu tiến bộ tiến hóa, khi bị người khác giáo hóa, bị người khác chỉ lỗi, thì người ta sẽ rất là khó chịu, bực bội, cay cú ở trong lòng. Vậy cho nên là người giáo hóa nhiều thì cái người đấy cũng sẽ được nhiều người tốt tôn trọng, nhưng mà cũng sẽ bị nhiều người xấu, người ta không ưa thích và người ta oán hận thù hiềm. Đấy là cái ví dụ về con voi để chỉ cho một cái người có tàm quý, phải giữ gìn cái tàm quý, tức là phải giữ gìn cái đạo hạnh của mình, phải giữ gìn cái sự trong sáng, trong sạch, cái sự thanh tịnh, cái đời sống thanh tịnh, không có lỗi lầm của mình. Giống như con voi bảo vệ cái vòi, cái mạng sống, vị sa môn thì bảo vệ cái đạo hạnh của mình. Đạo hạnh còn thì vị ấy còn là sa môn, mất đạo hạnh rồi vị ấy không còn là sa môn nữa. Cái phẩm hạnh trong sáng, khi nào vị ấy còn sống trong cái đời sống trong sáng, thiểu dục chi túc, có giữ giới, có tàm quý, thì vị ấy còn là sa môn. Khi vị nào mất cái đấy rồi thì vị đó sẽ là ác sa môn, chứ không còn là thiện sa môn nữa. Vị ấy sẽ thành ác tri thức chứ không còn là thiện tri thức nữa. Vị ấy sẽ là đem đến cái sự bất hạnh cho chư thiên và nhân loại, chứ không đem đến sự lợi lạc hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại được nữa. Rồi tiếp theo thì Đức Phật dùng hình ảnh của cái gương để nói lên cái sự phản tỉnh về đạo hạnh của một vị sa môn. Đức Phật nói hỏi Rahuna rằng: Này Rahuna, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là để làm gì? Bạch Đức Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. Cũng vậy này Rahuna, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. Thế nào? Vậy thì trước khi làm một việc gì, cần phải phản tỉnh, giống như là một cái người dùng cái gương để soi lại cái bản thân mình. Thì cái gương soi thì nó sẽ soi trên cái con mặt của mình ấy, xem là mình cái mặt của mình nó sạch hay nó bẩn, thấy nó có một vết nhơ nào đấy, một vết nhọ nào đấy, vết nấm nem nào đấy ở trên mặt mình. Cái con mắt mình nó không nhìn được xuống cái mặt này, nó phải nhìn vào gương nó mới thấy. Còn những cái chỗ khác thì nó nhìn thấy nhưng mà trên mặt nó không nhìn thấy được, trên trán, trên mặt ấy, thì nó phải soi vào gương, gương thì nó mới nhìn vào mặt ấy, nó mới thấy là mặt sạch hay mặt bẩn. Bẩn thì mình đi rửa sạch, thì cố gắng giữ gìn như vậy. Thế thì một vị sa môn luôn luôn phản tỉnh. Phản tỉnh ở đây không phải là nhìn vào gương để mà phản tỉnh, sa môn không được soi gương, nhưng vị ấy dùng giáo pháp để soi lại mình, xem là mình có phạm vào những cái lỗi lầm gì không, hay là cái việc làm này nó là cái việc làm tốt hay xấu, cái việc làm, và vị ấy cần phải nhận định phân biệt ra được cái việc gì là cái việc có lợi, cái việc gì là việc có hại. Và vị ấy cần phải phản tỉnh lại cái lời nói và ý nghĩ của mình, lời nói gì nó có lợi hay nó có hại, những cái ý suy nghĩ này nó có lợi hay có hại, cần phản tỉnh như vậy. Này Rahuna, ông phải muốn khi muốn làm một cái thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp. Thân nghiệp này có đưa đến tự hại, có đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai hay không? Nếu thân nghiệp ấy đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, thì thân nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến cái quả báo bất hạnh, đau khổ lâu dài, và cần phải từ bỏ, tránh xa những cái thân nghiệp ấy. Là khi mình làm một cái việc gì đó ở trên thân, thì mình phải suy xét xem là cái việc làm này là tốt hay xấu. Như là một cái người mà làm một cái việc như là có hại mình, hại người, hại cả hai. Như là một cái việc mà hại mình đấy, giống như là một cái người thực hành những cái pháp khổ hạnh, thực hành những cái pháp khổ hạnh tà đạo,
thực hành những cái nghi lễ tế tự theo tà đạo ấy, hay là chơi bời năng xăng phóng dật vô ích, nó không đem lại cái lợi lạc gì cho bản thân mình, mà nó có hại trong cho mình, hoặc là nó có hại cho người, như là cái người ấy làm những cái việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đấy là những cái việc có tổn hại, có hại cho người, hoặc là có những việc có tổn hại cho cả mình và tổn hại cho cả người. Nên là mình làm những cái việc ác và mình lại sai khiến những người khác cùng làm những cái việc ác ấy, thì cần phải biết rằng đây là một cái việc làm có tổn hại. Cái việc làm này sẽ là cái nghiệp bất thiện, để lại những cái nghiệp bất thiện sau này sẽ chịu cái quả báo bất hạnh khổ đau. Nên là từ những cái hành động tội lỗi ấy mà sinh trong bốn cõi ác, gặp ba nạn tai, những cái trường hợp bất lợi, những cái kẻ thù phá hoại, những rủi ro bất hạnh, những cái sự mất mát trên cuộc đời, thì vì ấy cần phải suy xét, thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái việc làm tội lỗi, để vị ấy cảm thấy hổ thẹn ghê sợ những cái việc làm tội lỗi ấy. Còn vì vị ấy có tin vào nhân quả, tin rằng những cái việc làm này nó sẽ để lại cái quả báo ở trong tương lai. Còn đối với cái người nào người ta không tin nhân quả thì người ta không biết, không có cái gì để mà phản tỉnh. Người ta có thể là căn cứ vào pháp luật, người ta biết là mình làm cái việc này là phạm pháp, có thể vua quan bắt được do mình đi ăn cắp ăn trộm thế này, mai mốt về bị bắt được thì bị tù tội. Vậy thì những cái phản tỉnh đấy nó không mạnh, nó có thể là nghĩ rằng mình làm cái việc ấy có thể chót lọt, có thể không ai biết thì mình cố gắng nén nút làm cho tốt. Còn với một cái người mà có tin nhân quả thì dù rằng mình làm cái việc này trời không biết đất không biết không ai biết, nhưng mà không thoát khỏi nhân quả. Dù trên đời này không ai biết cái việc xấu xa này, nhưng cái việc ấy vẫn có thể là địa ngục không thể thoát khỏi, quỷ súc sinh là không thể thoát khỏi. Vậy cái người nào có tin nhân quả thì cái người ấy sẽ có cái sự phản tỉnh mỗi cái việc làm của mình, mình biết nó đang gieo một cái nhân tốt hay nhân xấu. Thì cũng như vậy thì Đức Phật nói rằng với Rahuna rằng ông ấy khi một cái thân nghiệp gì mà khi mà ông muốn làm một cái việc gì mà thì hãy phản tỉnh, hãy suy xét cái việc này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, thời cái việc làm ấy là thiện, là sẽ để lại cái quả báo an vui, thì hãy làm cái việc làm ấy, thời cái thân nghiệp ấy là thiện, và hãy tích cực làm những cái thân nghiệp ấy. Vậy thì những cái việc làm nào mà đem lại đến hạnh phúc an vui, thì với một cái vị sa môn, vị ấy cần phải quan sát rằng với những cái hành động ở trên thân, như là có những cái sự oai nghi, có cái sự rèn luyện, có cái sự thu thúc, có cái sự giữ gìn, có cái sự ngăn ngừa những nỗi nầm, có cái sự giữ gìn những cái giới hạnh, có làm và có cái sự công phu học giáo pháp, thực hành giới định tuệ, thì những cái hành động ấy sẽ đem lại cái sự an lạc, đem lại cái sự lợi lạc lợi ích, cái sự tiến hóa, sự an vui lâu dài. Thì vị ấy có suy xét như vậy thì vị ấy sẽ tích cực nỗ lực tinh tấn mà làm những cái việc ấy, mà cảm thấy nó không có quản ngại. Vị ấy không nghĩ rằng mình làm cái việc này mình thiệt thòi quá, cái người kia, vị sa môn kia vị cũng sống chung với mình, vị lười biếng, vị chả làm gì, thế mình phải làm hết việc này, mình làm đến việc kia, mình làm như thế thiệt cho bản thân mình, mà lại có lợi cho những người khác. Thì với một cái người khi mà cái trí tuệ hiểu về nhân quả nó yếu, thì vị ấy khi làm cái việc gì vị cũng cảm thấy thiệt thòi như vậy, và vị ấy sẽ không có nỗ lực hăng hái tích cực trong những cái việc làm lợi ích chung, phụng sự cho đại chúng cũng có lợi nào. Còn đối với một cái người có cái chi kiến cao về nhân quả thì vị đó không có so đo so sánh mình với người khác. Vị ấy biết rằng những cái gì mình đang làm là đang gieo những cái nhân lành cho chính bản thân mình, sẽ đem lại lợi lạc lợi ích cho chính bản thân mình, hỗ trợ cho mình được rất là nhiều những thiện nghiệp, những công đức, những phước lành lớn.
Thì đấy là cái sự phản tỉnh về thân nghiệp, rồi Đức Phật dạy Rahuna phản tỉnh về những khẩu nghiệp. Này Rahuna, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau. Cái lời nói này của ta có thể đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Cái lời nói này là bất thiện, đem đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahuna, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết khẩu nghiệp này, ta muốn làm khẩu nghiệp này, đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, đem đến quả báo đau khổ như vậy, thì cần phải ngăn ngừa để phòng tránh xa mà không có làm những cái khẩu nghiệp ấy. Và trong khi nào muốn nói một cái lời gì thì cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp này của ta là không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thì cái khẩu nghiệp ấy là thiện nghiệp, thì cái khẩu nghiệp ấy mới nên là đưa đến sự, vì cái khẩu nghiệp ấy đưa đến sự an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Do vậy Rahuna, ông hãy an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học và ngày đêm trong các thiện pháp. Như vậy trước khi nói một cái lời gì thì cần phải suy xét suy nghĩ như vậy. Cái lời nói này có đem đến hại mình không? Có đem đến hại người hay hại cả hai không? Thì đôi khi một cái lời nói mà một cái người nào đấy mà cái tâm nó không có làm chủ được, không kiềm chế được, khi bực bội, khi tức tối có thể nói ra những cái lời xúc phạm, mạ nị, phỉ báng, trách móc, và có thể sẽ từ cái lời nói ấy sẽ đem lại cái sự mâu thuẫn, sẽ đem lại cái sự mất lòng, sẽ đem đến rất là nhiều những cái tai ương, sẽ đem lại rất là nhiều những cái mâu thuẫn, những cái đấu tranh cạnh tranh nhau từ một cái lời nói. Nếu như một cái người nào mà người ta nói mà người ta không suy xét những cái lời nói, mà người ta không suy nghĩ, người ta cứ nghĩ sao người ta nói như vậy, người ta không biết kiềm chế lại những cái lời nói đáng kiềm chế, không biết nói ra những cái lời nói nên nói và những cái gì không nên nói ra, thì cái người đấy sẽ luôn gây ra những phiền phức, luôn gây ra những phiền toái, luôn làm cho cái cộng đồng ở đấy nó bị hỗn loạn, bị náo loạn. Vì vậy trong những cái pháp tu tập thì cái pháp tu tập về khẩu này, về cái lời nói này, nó còn nhiều hơn cả cái sự tu tập về thân. Trong 10 cái nghiệp thiện ác và một cái người cần phải tu tập ấy, thì nó về thân nó chỉ có 3 nghiệp thôi, nhưng mà về khẩu ấy, lời nói thì nó có tới 4 nghiệp. Không nói dối, không nói những cái lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời phù phiếm nhảm nhí, thì đấy là những cái liên quan đến khẩu nghiệp cần tu tập. Còn về ý cũng vậy, chỉ có tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Còn vậy thì trong cái sự tu tập ở 3 nghiệp thân khẩu ý, thì cái sự tu tập về khẩu này là nhiều nhất, là khó và rất là quan trọng. Vì cái người nào có tu tập hay không thì có thể là nghe qua cái lời nói của vị đó cũng có thể biết được là cái vị đó là cái người có tu tập ở nội tâm hay không. Bởi vì cái lời nói nó phát sinh ra là nó phải phát sinh từ trong tâm ý, trong ý thức, trong tư tưởng của cái người đấy. Vậy nên là cái người đấy là một cái người có tu tập, thì trong cái lời nói nó có cái sự kiềm chế, nó có cái sự giữ gìn, nó có biết là nói những gì cần nói, những gì không cần nói. Cái người đấy là cái người có được mọi người tôn trọng hay không cũng là do khi mà người đó nói ra, người ta đánh giá, người ta nhận định được cái người này, cái độ tốt xấu của người này, cái đạo hạnh người này, cái trí tuệ của người này nó ở cái mức độ như thế nào, hay là cái người đấy là cái người đáng được tôn trọng hay người đấy là cái người đáng bị khinh thường. Nó thì người ta cũng phải căn cứ qua cái lời nói của người đấy, và người ta biết được tâm tư, biết được tính cách, biết được tâm lý, biết được cả đạo hạnh, biết được cả cái sự trí tuệ hay là ngu dốt của người đó thông qua cái lời nói ấy. Thì cái người nào là cái người có tu tập thì phải biết tu tập trên cái lời nói. Một cái người còn nói ra những cái lời nói tục bậy, nhảm nhí, bừa bãi thì cái người đấy không hề biết tu tâm. Người biết tu tâm thì không bao giờ nói
ra những cái lời nói thô lỗ, lời nói tục tĩu, cái lời nói bậy bạ, cái lời nói nhảm nhí, lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu suy xét, thiếu trí tuệ, nói ra toàn những cái lời ngu ngốc. Thì đấy là một cái người không hề có một chút trí tuệ nào. Vậy thì một cái người có tu tập thì cái vị ấy phải có kiềm chế, phải có suy xét, phải có sự thay đổi trong những cái lời nói của mình. Mà cái lời nói nó rất dễ thành những cái thói quen. Một cái người nào mà xưa nay hay nói ra những cái lời dối trá, một thời gian sau nó thành thói quen, nói cái gì cố tình nói dối không. Cái người nào mà hay nói ra cái lời tục bậy, một thời gian nó thành thói quen, cứ buông ra lời nào là hay nói tục nói bậy. Người nào mà hay nói khích bác, hay nói chỉ trích, hay nói dèm pha, hay nói chê bai người khác thì một thời gian nó cũng thành thói quen. Những người nào mà hay có cái tính khoe khoang khoác lác thì nó cũng thành cái thói quen. Vậy khi mà vị ấy đã tu đạo để trở thành một vị sa môn rồi, vị ấy cần phải phản tỉnh, cần phải sửa cái cách nói năng cho nó hợp với đạo lý, cho nó hợp với đạo pháp, cho nó hợp với giáo pháp. Vậy thì vị ấy biết rằng có những cái không được nói đến, có những cái pháp nói đến là mất hết cái giá trị, mất hết cái đạo hạnh của con người. Như một vị sa môn mà còn nói đến chuyện đời, còn hỏi han đến những cái chuyện đời, những cái tán thán những cái sự, những cái dục lạc ở trên đời, nói ra những cái lời bất thiện như người đời, thì cái vị ấy là một cái vị đáng bị khinh thường, đáng bị chê bai. Không, và vị ấy sẽ đáng bị chỉ trích, cái vị ấy sẽ là cái người đáng bị trách phạt, không xứng đáng là sa môn nữa. Nên là cái lời nói là phải luôn luôn được phản tỉnh như vậy. Cái lời nói nó cũng tạo ra những cái thiện nghiệp và nó cũng tạo ra ác nghiệp. Cái lời nói nó cũng thể tạo ra những cái khổ đau, và cái lời nói nó cũng có thể tạo ra sự an vui. Không những là cái lời nói nó có thể tạo ra, nó là cái nhân mà đưa đến cái quả báo tốt xấu ở tương lai, mà nó là cái nhân nó còn tạo ra ngay cả cái tốt xấu ở trong hiện tại này. Nếu như một cái người nào luôn luôn biết nói lời hay, có lợi lạc, có lợi ích, cái người ấy sẽ luôn luôn được cái sự trân trọng. Còn cái người nào luôn luôn nói ra những cái lời phù phiếm nhảm nhí, những cái lời xấu xa, thì ngay trong hiện tại những cái người xung quanh cũng vì cái lời nói của người đấy mà cảm thấy nhàm chán, cảm thấy chán ghét, cảm thấy khinh bỉ, cảm thấy coi thường những cái người có những cái lời nói nhảm nhí ấy. Giống như ở trên đời có cái con chim cú ấy, hay là cái con quạ ấy, nó có những cái tiếng kêu quắc quắc ở đâu nó cũng làm chói tai, nó đậu ở đâu cũng bị người ta lấy cái hòn đá, hòn gạch, người ta ném, người ta quăng, người ta xua đuổi, người ta tàn sát nó không thương tiếc, chỉ vì cái lời nói của nó, là những cái lời cái tiếng kêu của nó khiến cho người ta khó chịu. Nhưng mà cũng có những cái con chim nó có những cái giọng hót, nó thanh cao và ở đâu cũng khiến cho người ta hoan hỉ, đâu cũng khiến cho người ta thích thú khi mà người ta được nghe cái giọng hót của nó. Cũng như vậy, có những cái người khi mà nói lên thì khiến cho người ta hoan hỉ, làm cho mọi người người ta cảm thấy nó an ổn, nó vui vẻ, nó thích thú. Và cũng có những người khi mà cứ nói lên lời nào là khiến cho người ta phiền não, người ta bực bội, người ta khó chịu, người ta tức tối. Thì đấy cũng là những cái đạo hạnh của những cái vị sa môn. Những vị sa môn có đạo hạnh, có tu tập, có biết chỉnh sửa, có biết uốn nắn, có biết suy xét khi mà nói ra những cái lời nói nào, biết là cái lời nói ấy có đem lại cái sự lợi lạc, lợi ích gì cho mình, cho người hay không, hay là cái lời nói ấy là vô ích, không có lợi lạc, lợi ích gì, và hãy không nên nói. Thì Đức Phật cũng giáo hóa chỉ dạy như vậy, trước khi nói cần phải suy xét xem lời nói này là có lợi hay không có lợi. Đôi khi là một cái lời nói có đúng với sự thật, nhưng mà nó chưa chắc đã là một cái lời nói nó không đúng thời, nó không đúng lúc, nó không đúng người, nó cũng không đem lại cái lợi lạc, lợi ích gì. Vì vậy cho nên nó cũng không được nói. Vì cái lời nói nó cần phải có trí tuệ, biết rằng cái lúc nào nên nói, ở đâu nên nói, người nào nên nói, nói cái gì, nói như thế nào.
Nó có phù hợp với cái người nghe đấy không? Thì đấy là cái lời nói nó còn khó tu tập hơn cả cái thân nghiệp nữa, cái khẩu nghiệp nó còn khó tu tập hơn, nó còn đòi hỏi cái sự suy xét ở cái mức độ sâu xa sâu sắc hơn. Vậy nên là có những người có thể là ở thân nghiệp người ta tu tập rất tốt, ý nghiệp người ta tu tập rất tốt, nhưng ở cái khẩu nghiệp này chưa chắc người ta đã tu tốt được. Bởi vì là cái khẩu nghiệp này nó đòi hỏi cả một cái trải nghiệm, cả một cái kinh nghiệm, cả một cái quá trình rèn luyện, cả một cái trí tuệ sâu sắc. Có những người thì nói rất hay vui vẻ, nhưng mà nó lại không đúng với chân lý, không đúng với sự thật, nó lại làm mê hoặc lòng người, nó lại tuyên truyền ra những cái điều sai trái ở trên đời. Vì vậy cho nên là có những cái người người ta có tà kiến, nhưng mà người ta rất là giỏi nói, giỏi thuyết phục, và người ta lan truyền những cái tà kiến đấy cho đời, đem lại cái sự bất hạnh cho chư thiên và loài người, đem lại sự bất hạnh cho thế gian. Nhưng mà cũng có những cái người khi mà người ta nói ra những cái điều có chân chánh, có lợi lạc, thì từ những cái lời nói ấy được lan truyền ở trong thế gian là cái sự hạnh phúc, cái sự lợi ích cho chư thiên và loài người, cho cả bản thân họ và cho cả cái thế gian này. Nhưng thì nó cũng còn tùy theo cái khả năng của mỗi người, mỗi khác nhau. Vậy thì nhưng mà một cái người có sự tu tập thì cái vị ấy luôn luôn phải suy xét về cái lời nói của mình trước khi nói, trong khi nói hoặc sau khi nói đều có thể phản tỉnh được hết. Có những người thì luôn luôn phản tỉnh trước khi nói, suy xét trước khi nói gì, nói như thế nào. Có những người người ta phản tỉnh trong khi nói, người ta biết nói những cái ấy là thiện hay là bất thiện, có lợi hay là có hại, đúng hợp thời hay là không hợp thời. Có những người thì khi nói xong rồi người ta mới suy xét, người ta mới nhận ra được à, hôm nay mình nói như thế là không tốt, nói như thế là không đúng, nói thế là sai trái, nói như thế là tạo ra những cái điều tội lỗi. Hoặc là có những khi người ta nói xong rồi người ta suy xét lại, người ta mới biết là nói như thế là đúng hay nói như thế là không đúng. Vậy thì vị ấy cần có sự suy xét như vậy, phản tỉnh như vậy. Nếu mà vị ấy nhận ra được trong cái lời nói ấy có lỗi lầm, vị ấy cần phải ngăn ngừa, cần phải bày tỏ, cần phải sám hối, và để lần sau vị ấy không còn phạm vào những cái điều ấy nữa. Thế trong những cái pháp tu tập về thân, về khẩu, về ý thì ở mỗi một cái mức độ cái tu tập nó lại khó hơn. Về thân là dễ nhất, dễ tu tập, gọi là tu thân thì dễ nhất, tu khẩu nó lại khó hơn một bậc nữa, nhưng tu tâm lại còn khó hơn một mức nữa. Thì đến cái bước thứ ba thì Đức Phật mới dạy về cái sự tu tập về ý nghiệp. Này Rahuna, như ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là bất thiện, là đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahuna, nếu trong khi phản tỉnh biết ý nghiệp này, khi ta muốn làm ý nghiệp này mà ý nghiệp ấy đưa đến cái quả báo bất hạnh đau khổ thì chớ có làm. Trong khi phản tỉnh ý nghiệp mà ta muốn làm ý nghiệp của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Ý nghiệp như vậy ông hãy nên làm. Vậy đấy là những cái ý nghiệp, đây là những cái gì mà nó thuộc về trong nội tâm. Khi mà mình làm một cái việc gì đó nó liên quan đến ý nghiệp, như là một cái người mà người ta học một cái pháp môn nào đấy là nó cũng đã liên quan đến ý nghiệp rồi. Như là khi mình tiếp thu một cái tư tưởng gì đấy, học một cái giáo pháp gì đấy, mình biết là mình sẽ học những cái giáo pháp này, và khi học những cái giáo pháp ấy rồi cái tâm mà nó tăng trưởng thêm tham lam sân hận, tà kiến ngã mạn, thì biết rằng cái pháp này, cái pháp môn này sẽ đem đến bất hạnh khổ đau lâu dài. Nhưng khi mình học cái pháp ấy và mình cảm thấy nó nhàm chán đối với tham dục,
gọi là có sự ni tham, có cái lòng từ ái tăng lên mà sân hận giảm đi, trí tuệ tăng lên, tà kiến giảm đi, thì cái ý nghiệp đấy là không mang đến tự hại, hại người hại cả hai, thì cái ý nghiệp ấy là nên là. Hay là có những cái pháp môn tu tập thâm sâu ở trong nội tâm, những cái pháp môn thực hành, những cái pháp thiền, chỉ thiền quán, thì biết rằng những cái pháp ấy càng thực hành thì càng đem lại cái sự ni tham, ni sân, ni si, càng đem lại cái sự nội lạc, lợi ích lớn, công đức lớn. Đấy là khi mình làm cái ý nghiệp gì, hay là khi mình khởi lên một suy nghĩ gì. Một cái người có tu tập thì người ta hay hướng về trong nội tâm, soi xét ở trong nội tâm của mình. Khi trong nội tâm ấy có khởi lên một cái tư tưởng xấu xa, một cái ô nhiễm, một cái bất thiện, một cái tham dục nó khởi lên, vị ấy biết rằng cái tâm ô nhiễm này, cái tâm tham dục này sẽ đem lại cái sự bất hạnh, khổ đau, xấu xa, và cần phải dứt bỏ, từ bỏ, chấm dứt nó, đoạn trừ nó. Đấy là cái người đấy, thì ngay trong lúc đấy cái nội tâm ô nhiễm đấy nó sẽ suy yếu đi, nó sẽ được diệt trừ đi, nó sẽ buông bỏ đi. Hoặc là một cái nội tâm có cái sự tức giận, có cái sự bực bội, có cái sự hận thù nó khởi lên, sân hận nó khởi lên, vì ấy nhìn vào cái tâm sân hận ấy và thấy được cái sự nguy hại, thấy được sự nguy hiểm của cái tâm sân hận ấy, nên là cái tâm sân hận này đem đến hại mình, hại người, hại cả hai, đem đến sự bất hạnh, khổ đau lâu dài. Vậy cần phải đoạn trừ, cần phải dứt trừ, cần phải buông bỏ, từ bỏ nó, không được để cho nó khởi lên nữa. Khi mà khởi lên một cái tà kiến gì đó, vị ấy cũng phải suy xét như vậy. Thì đấy là cái vị ấy có tu tập về ý nghiệp, có cái nỗ lực. Khi mà những cái tâm bất thiện, tham sân si ấy nó khởi lên rồi thì phải nỗ lực đoạn trừ, diệt trừ, đoạn diệt nó, không được để cho nó khởi lên. Mà những cái tâm nào nó chưa khởi lên thì phải cố gắng ngăn ngừa, đừng để cho nó khởi lên. Những cái tâm, còn những cái tâm vô tham, vô sân, vô si ấy nó chưa khởi lên cũng phải ngăn ngừa, đừng cho nó khởi lên, cũng phải tinh tấn cho nó khởi lên. Còn khi nó khởi lên rồi, tinh tấn để phát triển cho nó tăng trưởng lên. Thì đấy là cái sự tu tập về ý nghiệp, là cái vị ấy nỗ lực thực hành những cái chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn tỉnh giác, nhận thức, nhận diện ra được cái tâm ở trong hiện tại của mình, nó là cái tâm thanh tịnh hay là tâm ô nhiễm, nó là tâm thiện hay tâm bất thiện, nó là cái tâm nên phát triển hay là cái tâm ấy nên đoạn trừ nó đi. Với một người có tinh tấn, có nỗ lực, thì vị ấy tinh tấn, nỗ lực, nhìn vào trong nội tâm, hướng vào trong nội tâm, quan sát nội tâm, phản tỉnh nội tâm, như là một cái người nhìn vào cái gương để thấy được cái khuôn mặt của mình ở trong gương ấy. Thì với một cái người có chánh niệm thì luôn luôn nhìn vào trong nội tâm để nhận biết được cái nội tâm của mình có thanh tịnh hay là ô nhiễm, và những cần phải giữ gìn cái sự thanh tịnh như thế nào, cần phải đoạn trừ những cái ô nhiễm ấy như thế nào. Thì đấy là cái sự phản tỉnh, đấy là cái sự tu tập ở trong cái nội tâm, đấy là cái đạo hạnh, đấy là cái đạo lý, là cái đức hạnh của một vị sa môn. Khi mà vị ấy có tu tập ở nội tâm như vậy, có tỉnh giác, có chánh niệm, có thu thúc như vậy, thì cái những cái ô nhiễm, những cái phiền não, những cái bất thiện nó sẽ được diệt trừ đi, mà cái tâm thiện của vị ấy sẽ càng ngày càng tăng trưởng lên, càng sung mãn lên. Thì rồi từ những cái thiện tâm nó được mạnh mẽ lên như vậy, mỗi khi làm một cái việc gì, vị ấy sẽ luôn có cái khuynh hướng đó là làm những cái việc làm không tổn hại cho mình, cho người, làm những cái việc làm ấy đem lại cái sự an vui, lợi ích cho mình, cho người, và tạo ra những cái làm những cái việc làm nó không có tội lỗi, và tránh xa những việc làm tội lỗi. Nếu tâm vị ấy là cái tâm thanh tịnh, cái tâm vị ấy là cái tâm không còn phiền não ô nhiễm, thì khi mà nói ra cái lời gì thì cái lời nói ấy cũng là cái lời nói có lợi lạc, có lợi ích, cái lời nói ấy có trí tuệ, có tỉnh giác, có suy xét, không là mang lại cái sự tổn hại cho mình, không mang lại cái sự tổn hại cho người. Như vậy thì cái nội tâm mà được tu tập phản tỉnh làm cho thanh tịnh trong sáng lên.
thì mọi việc làm cũng sẽ được thanh tịnh trong sáng, mọi lời nói cũng sẽ thanh tịnh trong sáng theo. Vậy thì cái người vị sa môn ấy cần phải dành rất nhiều thời gian để tu tập về nội tâm, để phát triển nội tâm, để tăng trưởng những cái chánh niệm tỉnh giác, những cái trí tuệ ở trong nội tâm, để gột rửa những ô nhiễm ở trong nội tâm. Nên rồi Đức Phật nói rằng: Này Rahuna, trong thời quá khứ, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh nhiều lần, đã tịnh hóa thân nghiệp, phản tỉnh nhiều lần như vậy, đã tịnh hóa khẩu nghiệp sau khi phản tỉnh nhiều lần như vậy, đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahuta, trong thời vị lai, những sa môn bà la môn nào tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì cũng đã phản tỉnh nhiều lần như vậy, thì thanh tịnh được cả về thân khẩu ý là như vậy. Này Rahuna, trong thời hiện tại, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, những vị ấy sau khi phản tỉnh nhiều lần như vậy để tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Do vậy, này Rahuna, sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Như vậy, này Rahuna, ông cần phải tu học. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật giáo giới cho tôn giả Rahuna về cái sự phản tỉnh lại ba nghiệp thân khẩu ý của mình, để không có phạm vào những cái lỗi lầm gì. Và cái con đường tu tập ấy nó tuần tự đi từ thấp đến cao, nhưng nó chỉ nằm ở trong ba nghiệp thân khẩu ý. Và cái trong ba nghiệp ấy, cái sự tu tập ấy nó đều nằm ở trong cái sự có cái tàm quý, tức là một cái người có cái tàm quý, mỗi khi thân của mình làm một cái việc xấu mà có tàm quý, dần dần việc xấu ấy nó hết đi. Cái lời nói ra một cái nỗi lầm nào mà mình biết hổ thẹn ghê sợ, thì dần dần mình sẽ tránh được những cái nỗi lầm về lời nói. Mỗi khi tâm của mình nó khởi lên một cái bất thiện gì, mình biết hổ thẹn, có tàm quý, ghê sợ những cái nỗi lầm ở trong ý thức ấy, thì dần dần ý thức của mình cũng sẽ được thanh tịnh. Cái pháp làm cả thân khẩu ý của mình được thanh tịnh, do mình có phản tỉnh, do mình có suy xét, do mình có nhận biết rằng cái việc làm ấy, lời nói ấy, ý nghĩ ấy là thiện hay ác, là tốt hay xấu, đáng thực hành hay là không đáng, cần phải tránh xa. Vậy thế tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Rahuna hoan hỷ thín dọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Hết cái bài kinh giáo giới Na Hầu Na.